cùng chơi với các nơi cho nhân khủng long nhé. Đây, thưa các bé, đây là siêu nhân gì đố các bé biết. Đây là siêu nhân khủng long màu xanh nước biển, nó có đèn phát sáng nhá. Có đèn phát sáng đấy. Và còn đây là siêu nhân gì ở các bé, màu gì ở các bé. Đây là siêu nhân màu đỏ đấy các bé ạ, có đèn nhá. Còn đây là siêu nhân vàng. Các bạn nhìn thấy chưa? Và còn đây là khủng long của siêu nhân xanh nước biển. Các bạn hãy xem đi. Còn đây là khủng long bạo chúa của siêu nhân đỏ. Còn đây là khủng long của bạo chúa của siêu nhân vàng. Còn đây là cái vật mẫu ở trong để biến thành robot. Và chúng ta hãy nghỉ vì siêu nhân nhớ. Siêu nhân cưỡi con khủng long, siêu nhân cưỡi khủng long bạo chúa màu đỏ, siêu nhân đỏ cưỡi khủng long. Tiếp theo là siêu khủng long màu đỏ siêu nhân vàng. Nào, siêu nhân vàng cũng nên siêu khủng long. Đây là siêu nhân xanh cùng với khủng long màu xanh lá cây. Nào hãy cùng siêu nhân và khủng long chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Chúng ta hãy cho các siêu nhân đi chơi nào. Đứng lên, chuẩn bị tấn công yêu quái. Nào, đứng lên, hôm nay đi chơi lại gặp yêu quái. Đứng lên nào. Đây. Chào các bạn đi. Hả? Chào các bạn. Thôi xin chào các bạn nhá. Sau đây là thôi hết rồi. Chỉ tôi nghỉ đây.